xin chào mọi người, chủ nhật cuối tuần vui vẻ nha. Cùng mình đến khu trung tâm để nhận học vào hôm nay nha. À, tôi thấy cánh hoa rơi nè mọi người. 15 đó hoa anh đào. Ok, bây giờ mình sẽ đến khu trung tâm và nhận học vào của hôm nay nha. Thì mình cũng không nhận đều lắm, có lúc nhận lúc không. Bây giờ mình không biết là hôm nay là ngày thứ mấy để mình nhận cái hộp nữa. Để xem mình xem ai đứng đông thì mình sẽ lại đó nhận nha. À, có bạn này đang đứng nè. À, mồi. Này là cái mồi câu cá sấu hồng ha. Vì hôm nay là chủ nhật là đào gương, nhưng mà cái bộ này mình đã có rồi mọi người, cho nên mình sẽ không đào gương nha. Thì mục tiêu của mình là sẽ lấy được cái avatar hình Hello Kitty, cho nên bây giờ thì chưa đủ. Hôm nay mình sẽ làm cái nhiệm vụ khách sạn, chắc mình sẽ nhận được cái xe để đẩy đồ của khách sạn mọi người. Ok, thì không chần chờ nữa, mình sẽ vào nhà nhé. Mình sẽ làm nhanh và tua nhanh cái nhiệm vụ tưới cây và chăm thú cưng để mà có thời gian để mà đọc hộp nhanh cho mọi người xem nha. Trời má ơi, tưới xong không còn tiền để mà chăm thú cưng luôn, quá trời dạo rồi. Chơi cái game này á, mọi người sẽ có một cái sở trường hoặc cái sở thích khác nhau. Có người thì chuyên gia chơi tiệt không, còn thì có người thì có thách thức sự kiên trì của mình bằng câu cá, còn có người thì lại rất thích sưu tầm những cái con vật nuôi tăng level cho nó hoặc là ghét nó. Còn như mình là mình chuyên gia, là mình là chuyên gia lùa nha mọi người. Thì bây giờ mình mở từ điển thú cưng thì mọi người sẽ thấy là mình còn thiếu rất là nhiều con nhé. À, mình chỉ có được 4 con mèo Bombay mà hết kim cương rồi, sao mà có thể ghép được. Bây giờ thì mình đợi mình tích đủ kim cương thì mình sẽ ghép con mèo Bombay. À, trong cái từ điển này thì mình chỉ full mỗi cái con sushi thôi. Ê, tính ra cũng full được rùa mà sao thiếu mỗi cái con đó còn gì vậy ta? Đây, của sushi mình cũng thiếu mỗi con này luôn. Tắt kèo qua. Rồi. À, Smile hình như cũng full luôn rồi nè. Smile full dễ mà, full mọi người. Chắc mọi người đều full hết rồi. Thì đó, bây giờ những cái mấy con phía dưới thì mình chưa. Ok, bây giờ không chần chờ nữa, bây giờ mình sẽ vào cửa hàng và mình đặt hộp đây. Hộp đầu tiên là hộp gì đây? Bốc thăm ép nhảy. Mình thiếu mỗi bộ đồ mọi người ơi. Hãy phù hộ cho mình ra bộ đồ. Mã. Really? Tôi có được bộ đồ là trời ơi. Cái miệng lên còn hơn miễu nữa. Ok, tiếp theo là hộp thứ hai nè. Bây giờ không khe nữa. Bây giờ tôi đã có đủ bộ rồi. Còn thiếu gì đâu. Đủ chưa rồi. Wow. Vui quá xa là vui. Bà con cô bác ai nấy cũng mừng liền. Cái này có luôn rồi nè. Rồi, hộp cuối cùng. Món cuối cùng. Sofa ép mỉm cười. Ok, bây giờ cùng mình đi thay đồ nhé mọi người. Bây giờ thì tôi có đã áo nè, mũ áo nè. Bây giờ tôi sẽ kiếm có một cái đôi giày của nó nha. Đôi giày đâu rồi ta? À đây nè. Ý hình như còn hai cái mũ nữa. Đợi xíu. Để mình tìm nhé. Đâu rồi? À đây rồi. Mọi người nhìn thấy không? Với lại một cái con chú ớt ở trên đầu ở đâu rồi ta? Chú ớt ở trên đầu đâu rồi ta? Đây, chú ớt ở trên đầu. Rồi đó mọi người ơi, mình đủ bộ rồi đó nha. Có ai đủ bộ chưa thì comment xíu bên dưới để cho mình biết với nha. À thì bây giờ mình sẽ đi show hết những cái món của cái bộ ít nhảy này nha.
sao trời tối vậy ta? Để mình chỉnh lại. Trời má ơi, nãy giờ mình chỉnh cái chế độ màu hồng nó thôi thui à. Không thay đường luôn. Giờ sáng lên tí xíu nè mọi người. Thì mọi người đừng có ngạc nhiên là mình sao có ít một ít cái đồ nội thất của cái hộp này. Tại vì mình tái chế rồi. Lấy mầm á mọi người, lấy mầm để mà lấy kim cương hết rồi. Bây giờ tôi còn bao nhiêu đây mọi người ơi. Rồi bây giờ tôi nằm lên tí xíu nha. Thành quả của cái hộp này coi như là xong. Tiếp theo là cái ghế ớt với cái bàn sofa. Không thấy đâu hết trơn, chắc tôi tái chế rồi. Bây giờ tôi sẽ qua đập hộp tiếp theo nha. Ê khoan, trước khi đập hộp thì đây, đủ combo rồi mọi người. Có điều là khác mạo tí xíu thôi. Chăm trước. Rồi tiếp theo tôi sẽ kiếm cái sáo để tôi thổi cho mọi người xem nhé. Cái sáo của tôi nó mất tiêu rồi trời. Cái sáo rồi. Đây. Ok, đã xong. Bây giờ cùng mình qua hộp tiếp theo nha. Hộp của tiếp theo là Nữ Hoàng Hải Tặc. Thì hộp này mình chỉ có mới cái nền tím thì mình chỉ mới có cây súng hay sao á. Cây súng với cái nón. Gì trời, cho tôi cái gì vậy? Còn một hộp cuối cùng nè. Cái tàu giả viết. Ai ơi, trời ơi, cái bộ này không có gì hết hết trơn á. Thôi nhưng mà mình cũng sẽ có bao nhiêu mình sẽ mặc ra bấy nhiêu để cho mọi người xem là mình còn thiếu món gì, có món gì nhé. Nói chung là chỉ có cái nón thôi, không có gì hết á. Thiệt là không có gì hết luôn. Rồi, thôi vậy có nhiêu thôi. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ trang trí nội thất. Ê lộn, show ra những cái món nội thất của cái bộ này nha. Cùng mình bước qua hộp thứ ba nha. Hộp thứ ba là bốc thăm nắng ấm. Tôi chưa có bộ nào của bốc thăm nắng ấm luôn nha. Thật lòng luôn. Cái bộ này, cái hộp này rất là cũ rồi mà giờ tới giờ mình chưa có luôn đó mọi người. Không biết có ai giống mình không nữa. Gì vậy trời, sao cho tôi toàn cái tủ sách như vậy? Tôi đâu có cần học nhiều như thế đâu. Trời ơi. Rồi bây giờ mình sẽ show tiếp cái những cái nội thất của cái hộp nắng ấm này nha. Cuối cùng là cái thảm nha mọi người. Sao mình ít vậy ta? Chắc cũng phải chế bớt mớ rồi. Nói chung là cái này không có bộ đồ nào mà để mặc cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ bước qua nhanh cái hộp nữ chiến binh nhé. Khẩn cầu hãy cho con ra cái cánh coi. Trời ơi, cái tóc hoài luôn. Cánh đi mẹ. Rồi luôn. Xu hột le xí mũi nữa rồi. Cái cánh nó khó quá gì. Ôi ơi, 1%. 1%. Chán rồi vậy. Cánh. Trời ơi. Buồn quá đi là buồn quá đi. Thôi thì mình sẽ cho mặc đồ nha mọi người. Thiếu mỗi cái cánh thôi à. Với cái phụ kiện của
cuộc hiện của tóc á. Sau đây thì mình sẽ xô cái nội thất của cái hộp nữ chiến binh này. Nó thể hiện cái sự may mắn của mình khi mở được cái hộp này mà méo quá căng. Vì bộ này nhiều nội thất quá cho nên mình sẽ tua nhanh khúc này nhé mọi người ơi. Thật ra nhiều lắm chứ không phải nhiêu đây đâu mà mình tái chế bớt rồi đó. Ok, bây giờ hộp tiếp theo nhé. Hộp mèo và mưa sa băng nha mọi người. Cái ba lô phản lực cái cần câu sao này á thì nó 1%. Hai cái này mình vẫn chưa có cho nên mở hộp mỗi ngày, chỉ mong một ngày nào đó một tim may mắn nó sẽ xuất hiện đến với mình. Ủa món gì ta? À là vậy. Tính ra bộ này mình có, mình chỉ thiếu cái mắt thôi đó. Nó mình cho mình cái wow. Oh my god. Thiệt hả mọi người? Cái gì vậy? Ồ thì tuy không có cái cần câu nhưng mà bây giờ có cái mắt thì nó cũng vui quá trời luôn á. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã có đủ bộ của cái món này rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ mặc full bộ cho mọi người xem nha. Thế sao mọi người ơi, khi mà full bộ cảm giác nó rất là vui luôn. Bây giờ thì mình vẫn tiếp tục xô ra những cái nội thất của cái bộ mèo và mưa sao băng này nha. Sao băng này mình có nhiều lắm á, mà tại vì bây giờ mình để phía bên cái nhà bên nhỏ bên kia đang trang trí mọi người, chứ thật ra rất là nhiều. Ok, bây giờ thì tiếp theo là hộp mỏ neo phép thuật nha. Không mỏ neo thì cái đầm chỉ mong ước nhỏ nhoi thôi. Mở. Wow. Bữa nay là cái ngày gì vậy mà tôi nói cái gì là ra cái đó vậy trời ơi, thật là happy mà. Wow, cám thuộc bệnh quá đi. Giờ mà cho cái mỏ neo là hết sảy con bà bảy luôn á. Mở. Dễ gì. Im cha nè. À cái ốc hả? Cái non của cái ốc. Bộ ốc sợ cự. Rồi thôi, hẹn mỏ neo vào dịp khác nha. Bye bye. Con nước đầu nguồn, con nước cuối sông. Và em đây đã phun u rồi. Em còn ngồi đợi anh bên lá bên bồi. Thương nghe câu mấy đầy nhớ điều lý tình ta. Ôi ta đã phun bộ, thật là vui quá, xa là vui.
Bây giờ thì có bao nhiêu món? Bộ này hình như rất ít món phải. Chế hết thì còn đâu nữa. Hồi đó cả đầy luôn. Hồi đó ra cái bộ này là nhà nhà người người đều mở hộp. Và mọi người đều khoe trên Facebook là thành quả của mọi người là nguyên cái bát ống phía sau mà nó không nghe cần mỏi nè. Trong đó có mình. Tiếu à. Rồi thì chỉ vậy thôi. Ok, bây giờ clip đã đến đây đã quá dài rồi. Hẹn mọi người vào clip sau nha. Bye bye. Cuối tuần vui vẻ nha mọi người. Anh nhanh.